35 nghìn. Đặt bánh em à, mình thấy là các cô bán bánh dứa, bánh lá dứa. Bánh dứa dưới biển Biểu Hòa này. Hồi giờ bánh này chưa ăn lần nào á. Giờ ăn thử. Cô bán là 2.000 cái. Bánh dứa. Hồi giờ mình mới thấy bánh dứa này. Không biết ăn ngon không? Đám cưới đồ, đám giỗ đồ người ta đặt không á. Nhưng là nhưng dừa. Ồ, hấp dẫn quá. Ngọt. Ngon không? Ngon. Thơm dứa mà giòn. Cái 2.000 cái à? 2.000 là ngon. Cô nói là ai có nhu cầu. Đám giỗ đám cưới nếu mà mua bánh này liên hệ với cô. Cô ngồi dưới biển Tiêu Hòa gốc Trần Phú với Đập Lộc này. Khách du lịch giờ đầu nó mua ghê lắm. Khách du lịch thì chắc ăn nhiều không cô? Bánh này ăn rất là lạ. Lạ lắm, ngon. Ngày cô làm khoảng bao nhiêu cái? Ô, nhiều lắm. Người ta đắt hả? Nhưng mà cô là bán buổi chiều không hả? Buổi chiều có chứ, buổi sáng bán đường Ngô Quyền. À, buổi sáng là cô bán ở đường Ngô Quyền. À, đường Ngô Quyền. Nó bán chợ đó cô? Có, có ba chợ luôn. Nghe. Ngồi bánh đú ra còn có bánh bánh tiêu à. Chiều người dân tắm biển rất là đông. Máu đi.